Bây giờ chúng ta cùng khám phá trong series video lần này chúng ta sẽ có những quyển truyện nào nhé các bạn. Trên màn hình các bạn đây chúng ta sẽ có các quyển truyện như sau. Chúng ta sẽ có là combo các quà tặng trong mùa movie 26 tàu ngầm sắc màu đen Conan nhé các bạn. Khi vào đó chúng ta sẽ có một số phần truyện như sau. Chúng ta có Lost Color tập 28 nhé các bạn. Chúng ta có Let Me In The Moon đóng lại em Dĩ Hương được chưa tập 7 nha các bạn. Chúng ta có Kasuha đây, cái bên đây Kasuha cuộc chiến tỏ tình tập 21 kèm theo quà tặng. Đó ta sẽ có tập 7 Marcel nha các bạn, một bộ truyện cũng khá là đầu tư đến từ nhà xuất bản Kim Đồng. Tiếp theo chúng ta có hai ấn phẩm đến từ nhà xuất bản trẻ, đó chính là Kingdom tập 54 và Firefox tập 10. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Và mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua các phần truyện cũng như phần quà trước khi mình review chi tiết hơn về từng phần truyện và phần quà nha các bạn. Tiếp theo chúng ta cùng khám phá 6 kẻ khiến bạn khi xem movie chiếu chính thức của Conan tàu ngầm sắc màu đen nha các bạn. Đây là 6 kẻ các bạn mua ít nhất 6 vé và gacha nha các bạn. Chúng ta cùng khám phá những kẻ bên trong khá gì nha. Đây là kẻ đầu tiên, kẻ lớn vậy các bạn. Đây Akatsuki nha các bạn. Đây xịn sò luôn, ống ngà ống ánh luôn các bạn. Và kẻ hai mặt nha các bạn, khá là xịn sò và khá là dễ lưu tâm nha các bạn. Kẻ thứ hai chúng ta sẽ cùng khám phá là kẻ gì đây. Đây ta sẽ có cái kẻ thứ hai. Kẻ thứ hai đó chính là Conan và Bran. Conan và Bran. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba là gì? Kẻ thứ ba trong đây đó chính là Boro nha. Boro các bạn. Đây rất là nhiều biệt danh nha, không phải một biệt danh đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá kẻ thứ tư trong series này, chúng ta sẽ có gì nha. Đó chính là Vin và Vodka cho bạn. Vin và Vodka nha, cặp đôi cũng là báo hại nha các bạn. Báo cũng gọi là báo hủ luôn đây. Rồi tiếp theo chúng ta kẻ thứ năm, chúng ta sẽ có những gì đây. Là kẻ thứ năm có Hebera và Conan nha các bạn. Hebera và Conan. Cuối cùng là kẻ gì đây, chúng ta sẽ cùng khám phá kẻ cuối cùng trong series 6 kẻ khi các bạn xem phim movie 26 tao ngâm sắc màu đen, đó chính là Phơ Màu ha. Cô nàng rất là thôi, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua 6 kẹt. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ video của mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.